Vào sáng sớm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đón dẫn một đoàn người điều khiển xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng để về quê nhà các tỉnh phía Bắc, miền Trung bao gồm Huế, Quảng Trị, Nghệ An. Cụ thể đoàn người này gồm 74 xe máy với 137 người lao động điều khiển xe máy. Do đi dài ngày nên bà con rất mệt mỏi, lực lượng cảnh sát giao thông phải chia ra dẫn thành 5 tốp suốt từ 2 giờ đến 5 giờ 30 sáng nay. Cảnh sát giao thông Đà Nẵng cũng đã tiếp tế nước uống, bánh mì để bà con tiếp tục hành trình về quê. Đến đoạn đỉnh Đèo Hải Vân, cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận đoàn và đưa dẫn về quê. Các đoàn còn lại sẽ tiếp tục hành trình về các tỉnh khác sau khi qua tỉnh Thừa Thiên Huế.